Có tiền Có tiền. Dạ. Cả thì mình ăn bún măng được hả? Nước nữa kìa, lấy muỗng múc. Không, chưa ăn, đang quay phim. Dừa hả? Dạ. Dừa mua hay sợ nó bị cũ? Thấy nó mới lấy ra. Mới lấy ra thì mới. Dừa nó để sẵn thì mình không biết nó bỏ cái này. Nhưng mà những người họ ở vùng lạnh ở địa phương khác họ về mà không có mua chợ Việt Nam thì họ về họ nhìn chợ Việt Pháp thì họ mê. Đó nè. Dạ. Thấy rau